Chào tất cả anh em nha, mình là thiết bị VNC nha anh em. Thì video này á, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái loại cao su non anh em nha. Thì thường á là những đợt trước là mình hơi chuyên dịp để bán cái dòng Ấn Độ thôi anh em nha. Thì dòng Ấn Độ thì cao su nó rất là mềm dẻo và nó mỏng hơn anh em nha. Nó chỉ độ dày của nó tầm khoảng 1 ly thôi anh em đó, và rất là mềm dẻo anh em nha. Thì những video trước mình đã làm về cái miếng cái cao su non Ấn Độ, thì mình bán theo ký, 1 ký của nó là 190 anh em nha. Thì nói chung là cái hàng Ấn Độ xài rất là ngon, rất là tốt anh em nha. Và cái độ dài của nó thì nó chỉ có 1 ly thôi đó. Còn riêng về cái hàng Trung Quốc á, thì nói chung là mình bán cho nhiều lúc có một số anh em cần, có một số anh em có nhu cầu mua hàng Trung Quốc á, thì tất nhiên là hàng Trung Quốc thì tất nhiên nó chất lượng nó cũng, có thể nói là cái cao su non này á, thì nó không bằng cái loại Ấn Độ anh em nha. Đây thì cái độ dày của nó là 2 ly anh em nha, có nghĩa là nó đây anh em thấy này, nó dài hơn cái loại của Ấn Độ anh em nha, và nó cứng hơn, nó không có mềm dẻo như cái loại của Ấn Độ anh em nha. Đó, mình để sát hai cái cho anh em xem này. Thì cái khổ ngang của cái thằng này nó chỉ có 24 phân thôi, còn cái khổ ngang của cái thằng của hàng Trung Quốc á nó đến 27 phân anh em nha. Cái khổ này, khổ ngang này, thì cái này nó vẫn mình vẫn bán theo ký anh em nha. Thì cái này á, hàng Trung Quốc thì mình không có bán lẻ anh em nha. Nói trước anh em luôn là hàng Trung Quốc là mình không có bán lẻ, là mình hàng Trung Quốc là mình bán nguyên ký nha anh em. Và giá của nó là 180.000 ký nha, nó rẻ hơn Ấn Độ 10.000 nha. Hàng Ấn Độ thì nó mỏng hơn, nó mềm dẻo hơn, giá là 190.000 ký. Còn hàng Trung Quốc á thì nó dài hơn, cái khổ ngang nó cũng lớn hơn một chút, nó 27 phân, còn cái này chỉ có 24 phân thôi, chiều ngang anh em nha. Đó thì riêng và hàng Trung Quốc anh em thì mình không có bán lẻ cho anh em là nửa ký hay là 2 lạng 3 lạng 4 lạng gì đó, mình không có bán lẻ nha. Hàng Trung Quốc là người ta đóng gói sẵn là bán nguyên 1 ký anh em nha. Thì 1 ký của nó là 180 anh em nha. Đó, 1 ký như thế này anh em nha. Này hàng Trung Quốc thì người ta đóng sẵn 1 ký rồi, cho nên mình không có bán lẻ ra nữa, bán lẻ ra rất là mất công. Chỉ có hàng Ấn Độ là do người ta đóng ký lớn, người ta đóng là 5 ký 10 ký, cho nên là mình về mình phải cắt ra bán lẻ cho anh em đó. Còn hàng này là bán nguyên ký anh em nha. Đó thì đó là sự hay cái khác biệt của cái hàng cao su non Ấn Độ và cao su non Trung Quốc anh em nha. Cái độ dài nó cũng khác nhau, cái độ dẻo nó cũng khác nè. Giá tiền nó hàng Trung Quốc thì nó rẻ hơn Ấn Độ một chút. Đó thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng nha anh em. Có một số anh em thì thích loại dài cứng, còn số anh em thì dùng cái loại mềm, nhưng mà nó loại mềm á thì nó sẽ có độ kết dính nó sẽ tốt hơn anh em nha, anh em ép nó sẽ mau dính hơn. Còn loại dài thì anh em phải ép nó rất là lâu nó mới dính đó. Thì tùy theo cái cách làm và tùy theo cái nhu cầu anh em sử dụng mà mình mua cho phù hợp anh em nha. Thì anh em nào mua hàng thì liên hệ mình nha, mình là thiết bị VNC, Zalo là 0911 600 357 nha. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi nha, hẹn gặp anh em video sau nha.